Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát sóng hàng ngày trên kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 18 giờ 30 phút. Và ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày diễn ra trong nước và thế giới. 85.000 học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh ôn tập sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đêm nhạc Trịnh đầy cảm xúc tại Festival Huế 2022, 21 năm nhớ Trịnh Công Sơn. Phát hiện ít nhất 46 thi thể trong xe tải ở Texas, các nạn nhân đều nhập cư trái phép vào Mỹ. Cháy xưởng điều ở Bình Phước, thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Thưa quý vị, chỉ hơn một tuần nữa, khoảng 1 triệu học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 85.000 thí sinh dự thi. Thời điểm này, các em học sinh đang gấp rút ôn tập, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng. Hôm nay là ngày học cuối của học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, quận 10. Từ ngày mai, nhà trường bắt đầu chuẩn bị phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trên lớp thì em sẽ ưu tiên làm, ví dụ như em làm toán hoặc là làm anh văn, bởi vì em sẽ có bạn bè với thầy cô để chỉ dẫn em. Với cái xu hướng ra đề những cái năm gần đây thì trọng tâm ôn cho các con ở những cái phần rõ ràng riêng biệt như là đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Ngoài việc ôn tập, thầy cô cũng hướng dẫn các học sinh chuẩn bị tâm lý thoải mái, tuân thủ tốt các quy định của phòng thi để có được kết quả tốt nhất. Mắc phiếu báo dự thi, mắc thẻ căn cước, vân vân. Cứ đến trường thi, không có viết thì là bạn bè sẽ cho mượn, thầy cô sẽ tìm cách cho mình cái viết để mình thi. Do phần lớn thời gian học kỳ vừa rồi phải học online, nhiều trường đã tăng thời gian dạy bù cho các em thi thử để đánh giá năng lực bản thân. Điều này giúp các em tránh tâm lý lo sợ thiếu kiến thức, an tâm bước vào kỳ thi. Tuyến cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ có chiều dài gần 23 km là công trình trọng điểm quốc gia, dự kiến sẽ đưa vào khai thác vào cuối năm 2023. Thời điểm này, dự án cần từ 300.000 đến 400.000 mét khối cát đắp già tải, tương đương từ 12 đến 15.000 mét khối mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện dự án đã gặp khó khăn về nguồn cung cát, khiến việc san lấp bị chậm. Đây là công trường gói thầu xây lắp 3 thuộc dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ. Chỉ có hai tỉnh là có cái nguồn cát là đáp ứng được các cái chỉ tiêu cho để thi công cao tốc là cái tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp. Tiến độ khối lượng thì theo yêu cầu thì mỗi ngày cần phải tầm 8 đến 10.000 tùy thời điểm. Tuy nhiên thì hiện nay thì chỉ khai thác được khoảng tầm 2 đến 3.000. Còn đối với gói thầu này đang trong quá trình gia tải đến đầu tháng 7 sẽ triển khai tiếp tục giai đoạn 2. Tuy nhiên tình trạng thiếu cát cũng diễn ra. Trong lúc nguồn cát khan hiếm, nhà thầu sẽ tập trung là chở vật liệu cấp phối đá dăm và đất về để đắp gia tải thay thế. Tình trạng khan hiếm nguồn cát là điều đáng lo ngại bởi từ nay đến năm 2025, đồng bằng sông Cửu Long cần một lượng cát khổng lồ để thi công 400 km đường cao tốc. Theo nhiều chuyên gia, cát nhiễm mặn ở các cửa sông, cửa biển có thể là nguồn bổ sung. Cũng liên quan đến vật liệu xây dựng đường cao tốc, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận 11 vị trí mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương. Muốn tìm việc nhẹ lương cao ở nước ngoài, nhiều người dân đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo. Khi vừa được đưa sang nước ngoài thì người thân ở quê nhà đã ngay lập tức nhận được các cuộc gọi tống tiền để chuộc người về. Tin nghe theo lời mời của người lạ, ngày 6 tháng 5, em Đoàn Chương sinh năm 2006 ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên được đưa sang Campuchia để nhận việc. Chương phải làm việc 12 tiếng một ngày, công việc chủ yếu là tìm cách lôi kéo, dụ dỗ lao động trái phép trên mạng. Làm ăn ở đây, làm một người bị bán sang một phép, hoặc là bị đánh đập. Con tôi hỏi nhanh một câu rằng con ở đâu mà bị bè chuyển tiền. Tôi mới cúp máy là tôi mới nhắn cho về đại sứ quán Việt Nam là anh Thành. Trong 6 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Phú Yên đã xác minh 6 vụ người dân bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc, giải cứu đưa về với gia đình. Người lao động nên liên hệ trực tiếp đến các doanh nghiệp đưa động đi làm việc nước ngoài. Thì doanh nghiệp đưa động đi làm việc nước ngoài cũng đã được đăng tải trên cái trang web của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Khuyến cáo người lao động không nên nộp tiền qua các cái tổ chức cá nhân trung gian. Người dân cần cảnh giác khi đi lao động nước ngoài, cần tìm hiểu kỹ thông tin, tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, xuất cảnh trái phép, tiền mất, tật mang. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 28 tháng 6, ngày Gia đình Việt Nam. Với chủ đề là Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc, nhiều sự kiện đánh dấu ngày này đã được tổ chức.
Tháng Hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình cũng được khởi động. Các hoạt động này một lần nữa tôn vinh những giá trị sâu sắc của gia đình, đặc biệt là sau biến động khôn lường của đại dịch COVID-19. Hơn 100 gia đình này được bình chọn là gia đình hạnh phúc. Trong dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm nay, họ đã gặp gỡ nhau, giao lưu với các nghệ sĩ, chia sẻ bí quyết dung đắp mái ấm. Ngày gia đình năm nay thì tôi cũng dành thêm một chút thời gian để chăm chút gia đình của mình, cùng với ông xã, cùng với con, có những giây phút vui vẻ, có những cái buổi cơm đầm ấm hạnh phúc và chia sẻ những cái cảm xúc một năm của mình. Các cháu thiếu nhi sẽ có các sân chơi, các hoạt động văn hóa ẩm thực do các công đoàn cấp trên trực tiếp cùng tham gia để phục vụ cho các cái gia đình công nhân viên chức lao động. Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm nay lại đúng vào dịp một năm mà thành phố chúng ta bước vào đợt phòng chống dịch COVID-19 lần thứ tư. Sau rất nhiều những biến động và khó khăn, thì chúng ta đang cùng bước vào một giai đoạn bình thường mới để có thể cùng phục hồi kinh tế. Và càng hiện đại thì chúng ta lại càng nhận ra rõ được giá trị của tình thân và của gia đình. Đêm nhạc 21 năm nhớ Trịnh Công Sơn, chủ đề Huế, Sài Gòn, Hà Nội, một trong những điểm nhấn trong tuần lễ festival đã diễn ra đầy xúc cảm vào tối qua tại sân khấu quảng trường Ngọ Môn. Đêm nhạc đã thu hút hàng ngàn khán giả mộ điệu. Người yêu nhạc Trịnh được nghe lại những ca khúc bất hủ của ông như Mưa Hồng, Diễm Xưa, Một Cõi Đi Về. Các nghệ sĩ cũng có những trải nghiệm đặc biệt khi được hát nhạc Trịnh trên chính quê hương của ông. Đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện. Lần đầu tiên hát cho Festival Huế thì Cẩm Vân nghĩ là một cái đêm rất là tuyệt vời với Cẩm Vân. Rất là xúc động và được nghe lại những cái ca khúc mà nó làm như là một cái dư âm một thời của mình. Rất là tuyệt vời và tôi cũng rất là hạnh phúc là được tham dự và lắng nghe chương trình nhạc Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh Công Sơn vừa thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, vừa hồn hậu nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con người quê hương và ca ngợi hòa bình. Đêm diễn Không Còn Một Chỗ Trống là minh chứng cho thấy sức hút mãnh liệt của nhạc Trịnh với người hâm mộ trên cả nước, dù đã hơn 20 năm người nhạc sĩ tài hoa ấy rời cõi tạm. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn là một trong nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc trong khuôn khổ tuần lễ Festival Huế 2022. Cùng với đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố với hơn 200 nghệ sĩ trong nước và quốc tế, khiến người dân và du khách vô cùng thích thú. Các hoạt động sự kiện Festival Huế lần này được đầu tư kỹ càng, kết hợp được công nghệ hiện đại với giá trị của di sản và có sự đổi mới trong công tác tổ chức. Tất cả đang giúp khẳng định được vị thế của Festival Huế trong hệ thống Festival thế giới. Cao. Các chương trình ca nhạc giúp kết nối được mọi người. Tôi có thể thưởng thức âm nhạc ở nhiều địa điểm khác nhau. Năm nay rất là hoàn hảo, chủ đề rất là chú đáo và có tính cách cùng chủng nhiều, có thể rất là đạt được khách. Nhờ chuẩn bị chú đáo, festival lần này đã có sự tham gia của 8 đoàn nghệ thuật nước ngoài cùng sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia. Chúng tôi rất cảm ơn khi được mời tham gia triển lãm trang phục truyền thống ASEAN. Đây là dịp để Philippines giới thiệu văn hóa đến mọi người. Đến với Huế những ngày này, du khách thực sự được sống trong không khí của lễ hội. Sự kết hợp khéo léo giữa giá trị. Trong mạng quốc tế hôm nay, mưa lớn gây lũ lụt qua Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, những hình ảnh cứu hộ nghẹt thở. 1.000 chiếc Volkswagen Beetle, những chiếc xe hoài cổ diễu hành trên đường phố Mexico. Một vụ việc được coi là thảm họa nghiêm trọng nhất liên quan tới người nhập cư tại Mỹ vừa xảy ra tại bang Texas. Ít nhất 46 thi thể đã được phát hiện trong một xe tải ở ngoài ô thành phố San Antonio. Theo điều tra ban đầu, các nạn nhân là những người đang tìm cách nhập cư trái phép vào Mỹ. 16 người còn sống, trong đó có 4 trẻ em, hiện đã được đưa tới bệnh viện. Vụ việc được phát hiện vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 7 theo giờ địa phương. Cảnh sát nhận tin báo một xe tải có đầu kéo 18 bánh được tìm thấy gần một đường ray xe lửa ở khu vực phía tây nam biên giới giữa Mỹ và Mexico. Ngay sau đó, nhiều xe cứu hỏa, cứu thương đã được điều đến hiện trường ở đường Quintana tại thành phố San Antonio. Theo kênh truyền hình địa phương tại San Antonio, những nạn nhân được tìm thấy đều là người nhập cư lậu. Cảnh sát đang mở một cuộc điều tra liên bang về vụ việc. Ít nhất 3 người đã bị bắt giữ, nhưng không rõ liệu họ có liên quan tới hoạt động buôn người hay không. Sự việc xảy ra trong bối cảnh nhiệt độ tại San Antonio hiện lên tới gần 39,5 độ C với độ ẩm cao, và nhiệt độ trong xe đầu kéo có thể lên tới hơn 46 độ C.
Cũng trong hôm qua, giới chức Jordani cho hay một vụ nổ khí độc hại tại cảng Awaba đã khiến 13 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Các khu vực lân cận đã được sơ tán và người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà. Hiện các chuyên gia và lực lượng xử lý chất độc đang giải quyết vụ việc. Awaba là cảng biển duy nhất của Jordani, đồng thời là điểm trung chuyển quan trọng cho hàng hóa xuất nhập khẩu của quốc gia này. Hàng triệu người đã phải sơ tán ở nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc trong đợt mưa lũ cuối tháng 6. Chịu thiệt hại nhiều nhất là ở tỉnh Quảng Đông và Giang Tây. Kênh truyền hình Trung Quốc vừa công bố một video cứu hộ thành công một người trong dòng nước xiết ở tỉnh Quảng Đông. Lũ lụt và lở đất liên tục xảy ra sau những trận mưa ở Quảng Đông. Lượng mưa ghi nhận ở đây trong những ngày cuối tháng 6 là lớn nhất kể từ năm 1961. Người phụ nữ này bị kẹt trong xe hơi khi dòng nước xiết cuốn trôi xe của cô trên con đường ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông trong ngày 25 tháng 6. Hình ảnh cứu hộ đã được camera gắn trên người một cảnh sát thành phố ghi lại. Theo kênh truyền hình CCTV, 5 cảnh sát đã dùng xích sắt để neo người tiếp cận chiếc xe này. Sau 6 lần cố gắng, cảnh sát cuối cùng đã tiếp cận và đưa được người phụ nữ trong xe đến nơi an toàn. Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, một cây cầu ở vùng Inepolu bị lũ giật sập và cuốn trôi trong ngày 27 tháng 6. Theo truyền hình địa phương, mưa lớn trong 2 ngày liên tiếp đã khiến nước sông Suke tràn bờ và gây lũ lụt ở 6 tỉnh. Nước lũ tràn vào nhiều khu dân cư khiến hàng ngàn người phải rời nhà cửa đi lánh nạn. Dòng nước chảy mạnh đã khiến cây cầu ở Inepolu gãy đôi và cuốn ra biển đen. Cảnh sát yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trong 2 ngày tới. Mới đây tại Indonesia, một người dân đã dùng dây thừng bắt một con cá sấu lớn trong tự nhiên vì lo ngại cho sự an toàn của cư dân trong vùng. Video quay lại cảnh bắt con cá sấu đã gây sốt cộng đồng mạng ở Indonesia và sau đó lan ra nhiều nước. Người đàn ông 53 tuổi này cho biết con cá sấu khổng lồ thường xuyên xuất hiện quanh ngôi làng Ambau Indah ở bang Nam Sulawesi, gây bất an cho người dân trong khu vực. Nếu chúng tôi không ra tay, con vật hẳn sẽ rãng vào khu dân cư. Chúng tôi không thể để nó xâm nhập vào ruộng lúa vì nó có thể tấn công người làm đồng. Xung quanh đây còn có nhiều kênh mương. Nếu cá sấu vào đó thì rất nguy hiểm cho người dân địa phương. Con cá sấu dài đến 4,3 mét. Dân làng đã chuyển cá sấu cho cơ quan bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Indonesia. Họ phải mất nhiều giờ mới đưa được con vật lên xe tải để chở đến thả ở khu vực rừng tự nhiên ít người sinh sống. Người dân thành phố Parintins ở Brazil đang chuẩn bị những khâu cuối cùng của lễ hội văn hóa dân gian Boi Bumba lần thứ 55. Lễ hội thường niên này diễn ra vào 3 ngày cuối tháng 6 và sự kiện năm nay do bang Amazon đăng cai tổ chức. Chủ đề của lễ hội năm nay là hình ảnh chú bò tót huyền thoại tại địa phương được tái hiện bằng cuộc thi giữa hai đội Garantido màu đỏ và Capriccioso màu xanh tại trung tâm văn hóa Bumborom ở thành phố Parintins. Mỗi năm đều sôi động như nhau và năm nào tôi cũng có cảm giác như lần đầu tiên tham gia vậy, đầy phấn khích và hồi hộp. Nhưng sau 2 năm không tổ chức, chúng tôi lại càng háo hức hơn và vui mừng được tham gia sự kiện trở lại. Sự kiện cộng đồng ở đây sẽ mang lại sự cân bằng rất tích cực cho hòn đảo này. Mọi người sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và sau đó là kinh tế của bang. Trong suốt 3 ngày lễ hội, mỗi đội sẽ cố gắng thi đấu trội hơn đối thủ ở phần màu sắc, trang trí lông vũ và khiêu vũ tập thể. Những con bò vẫn sống mãi, đó là khẩu hiệu chung của đoàn xe Volkswagen Beetle gần 1.000 chiếc vừa diễu hành qua các đường phố thủ đô Mexico City, Mexico vào cuối tuần qua. Đây là sự kiện thường niên lần thứ 13 diễn ra ở Mexico City, thu hút hàng chục câu lạc bộ yêu xe con bò ở Mexico. Con bò hoặc Vocho là dòng xe Volkswagen ra đời năm 1938, từng là loại xe quốc dân ở Đức. Khi được nhập khẩu sang châu Mỹ, nhiều nước Mỹ Latin đã đón nhận nó nồng nhiệt vì giá rẻ và linh kiện thay thế dễ dàng. Cha tôi sở hữu nhiều chiếc Volkswagen. Tôi học lái bằng chiếc xe này và tôi đã yêu thích nó kể từ đó. Nó là loại xe gia đình chúng tôi thường đi và điều này không thể trở lại được. Không có chiếc xe nào tạo được cảm giác hoài cổ như Beetle. Dòng xe này đã chính thức dừng sản xuất từ năm 2018, nhưng với những người đam mê xe con bò, sự yêu thích vẫn còn mãi với thời gian. Sáng nay, một vụ cháy lớn xảy ra tại phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, thiêu rụi nhiều diện tích và tài sản của một kho chứa hạt điều, thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng, người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút trong xưởng điều tại trạm cân Thành Nam. Lửa nhanh chóng bao trùm cả kho chứa hạt điều. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương để khống chế đám cháy. Sau gần 2 giờ đồng hồ, lửa được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều diện tích nhà kho và tài sản. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, trong một tuần thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý gần 7.700 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Số tiền phạt thu về đạt gần 30 tỷ đồng. Xử lý về vi phạm tốc độ hơn 6.500 trường hợp, phạt tiền gần 10 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 2.700 phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm về cơi nới thùng xe, vượt quá tải trọng, quá khổ, phạt tiền gần 12 tỷ đồng. Chiều nay tại Bình Phước xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe container và xe máy khiến một người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra trên đường DT741 đoạn qua thị trấn Tân Phú. Khoảng 13 giờ 30 phút tại ngã ba giao nhau giữa đường DT741 với đường vào khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xe container kéo theo rơ móc đã va chạm với xe máy do người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển chạy phía trước. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông ngã văng xuống đường, bị thương nặng, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước đã có mặt xử lý vụ tai nạn. Gần đây, nhiều người khi dừng chờ đèn đỏ tại các giao lộ ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương cảm thấy thích thú khi được nghe tiếng nhạc du dương. Đây là sáng kiến của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Dĩ An và đang được triển khai thí điểm. Tại một số giao lộ trên đường Nguyễn An Ninh, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo ở thị xã Dĩ An, mỗi khi đèn giao thông chuyển màu đỏ, hệ thống loa sẽ tự động phát các bản nhạc không lời, khiến người đi đường cảm thấy thú vị. Khi mà mình đang tham gia giao thông, mà lúc mà mình đang khá là sao lãng thì tiếng nhạc này kết lên thì mình đánh thức được, mình có ý thức là đèn đỏ là cho nên mình dừng lại. Một số người dân địa phương cho biết việc phát nhạc trong thời gian chờ đèn đỏ là cách làm mới lạ cho cảm giác thoải mái khi dừng chờ đèn đỏ. Tuy nhiên, việc phát nhạc có thời lượng dài hơn thời gian chờ đèn đỏ là chưa hợp lý. Đồng thời, khung giờ phát nhạc không gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người dân, nhất là vào buổi trưa và đêm khuya. Theo đại diện Phòng Quản lý Đô thị thành phố Dĩ An, sau thời gian triển khai sẽ có điều chỉnh lại cho hợp lý hơn. Ngày 28 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một con đười ươi suýt chết đuối khi nhặt đồ ăn do du khách ném vào. Sự việc xảy ra tại Safari Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sự cố đã xảy ra tại vườn thú Safari Phú Quốc khiến du khách vô cùng hoảng loạn. Theo đó, một du khách đã ném đồ ăn cho đười ươi trong vườn thú, nhưng đồ ăn rơi xuống sát mé hồ nước. Trong lúc giới đồ ăn, chú đười ươi đã trượt ngã xuống hồ. Vì nước quá sâu, đười ươi đã chớp giới rồi chìm hẳn xuống hồ. Rất may, nhân viên sở thú đã có mặt kịp thời, ném phao bơi rồi nhảy xuống hồ đưa đười ươi lên bờ và cấp cứu tại chỗ. Nhiều người chứng kiến cảm thấy thương cho chú đười ươi, suýt chút nữa mất mạng. Hy vọng du khách rút kinh nghiệm, không làm trái quy định, tự động ném đồ ăn cho thú nuôi. Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào chiều nay tại thành phố Thủ Đức là một người tử vong. Công an thành phố Thủ Đức đang xử lý vụ việc. Theo đó, khoảng 13 giờ, một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển xe máy trên đường Đồng Văn Cống. Khi xe đi đến ngã ba giao với đường Đặng Như Mai, thành phố Thủ Đức, thì va chạm với xe ô tô chạy từ đường Đặng Như Mai ra. Cú va chạm làm người đàn ông ngã qua làn đường bên trái. Đúng lúc này, xe container chạy cùng chiều phía sau tới, không kịp xử lý, đã cán qua người nạn nhân. Hậu quả làm người đàn ông tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức và đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 6 giờ 30 phút sáng mai với rất nhiều thông tin thú vị. Xin kính chào tạm biệt.